Hãy nhìn vào bức ảnh dưới đây và nếu chị em gặp phải tình trạng da như ở phía trên thì đây chính là video dành cho chị em. Nhiều chị em nghĩ rằng đây là tình trạng viêm nang lông và nó không thể chữa khỏi hoàn toàn được. Tuy nhiên đây lại là một cấp độ nhẹ hơn của viêm nang lông, đó chính là dày sừng nang lông. Và hoàn toàn có thể xử lý được ngay tại nhà bằng những cái hoạt chất, những sản phẩm vô cùng dễ tìm kiếm nhá. Vậy thì video ngày hôm nay Hương sẽ chia sẻ đến chị em dày sừng nang lông và cách xử lý tại nhà nha. Cùng tìm hiểu với Hương. Và video này sẽ là gồm hai phần chính. Phần đầu tiên là một xíu về nguyên nhân hình thành dày sừng nang lông và dấu hiệu nhận biết. Phần thứ hai sẽ là chia sẻ đến chị em những sản phẩm nào chúng ta nên sử dụng và cách sử dụng như thế nào. Hãy cố gắng là ở lại đến phần cuối của video nha. Rồi vậy thì dày sừng nang lông là gì? Chúng ta hiểu rằng là lỗ chân lông của chúng ta có mặt ở khắp cơ thể của chúng ta đúng không? Và nó sẽ làm nhiệm vụ là tiết ra mồ hôi cũng như các chất bã nhờn. Và một khi lỗ chân lông của chúng ta bị tắc nghẽn, có thể là do bụi bẩn này, cũng có thể là do chúng ta cạo lông này, cũng có thể là do những tế bào già cỗi trên da của chúng ta nó không được đào thải đi đúng không? Thì từ đó là những cái đó nó sẽ bị ứ động vào và sẽ hình thành lên cái dày sừng nang lông. Nếu như theo các nhà khoa học mà nói một cách gọi là khó hiểu thì đây chính là một cái vấn đề mà da chúng ta bị rối loạn chuyển hóa của lớp sừng đúng không? Còn nếu như theo cách hiểu đơn giản nhất của Hương muốn chia sẻ đến chị em chính là da của chúng ta bình thường sẽ có những tế bào già cỗi này. Và hàng ngày thì tế bào già cỗi của chúng ta nó sẽ được bong ra, được bay đi. Tuy nhiên có một số nơi trên da của chúng ta thì nó không được bong ra, cũng không được bay đi đúng theo kế hoạch của nó. Và từ đó là da chúng ta sẽ bị ứ động đúng không? Và hình thành lên cái dày sừng nang lông. Và như hình ảnh ở phía trên đây là một cấp độ dày sừng nang lông ở một cái thể gọi là trung bình nhá. Nhưng mà nếu như chúng ta mà bị vi khuẩn xâm nhập vào thì có rất nhiều bạn gặp tình trạng là bị đỏ này, bị nổi mụn trắng, mụn nước này, thì đó chính là bị viêm nang lông nhá. Và ở những cái video phía sau thì Hương sẽ chia sẻ thêm về vấn đề viêm nang lông này kỹ hơn nha. Thực ra thì có thể nhìn thấy bức ảnh này là cái viêm nang lông ấy nó không hề gây nguy hiểm cho chúng ta đúng không? Tuy nhiên nó có thể làm chúng ta cảm thấy mất tự tin, nhất là vào mùa hè này. Hãy tưởng tượng xem là chúng ta làm sao có thể mặc được những chiếc váy gọi là bó này hay là ngắn này, hoặc có thể là mặc những chiếc bikini để đi ra biển với những cái làn da mà gặp cái tình trạng dày sừng nang lông như phía trên. Và một vấn đề nữa là dày sừng nang lông nếu như chúng ta không có xử lý ngay, không xử lý nhanh chóng ấy, thì nó có thể tiến triển cấp độ nặng hơn, chính là cấp độ bị viêm nang lông, tức là da của chúng ta bị viêm nhiễm nha. Rồi vậy thì trên da của chúng ta có rất là nhiều vấn đề. Vậy thì dấu hiệu nhận biết làm sao để biết đây chính là viêm nang lông? Thì đầu tiên là cái vùng da của chúng ta nó bị gọi là sậm màu hơn đúng không? Và sờ rất là sần sùi. Và thường là những cái vùng da viêm nang lông ấy, nó thường là khu vực nó rất là rộng. Có thể chúng ta sẽ bị ở những vùng cánh tay này, hay là đùi này, hoặc là ở phía lưng này. Và thứ hai là chị em chúng ta không hề cảm thấy đau hay không hề cảm thấy rát gì cả. Chỉ có là cái vùng da đó của chúng ta nó cứ sần lên như vậy và nó bị sẫm màu hơn thôi đúng không? Một số nguyên nhân để khiến chúng ta bị viêm nang lông. Đầu tiên có thể do chúng ta mặc quần áo quá là chật nhá. Thì khi mà quần áo chật như vậy có phải là mồ hôi của chúng ta nó không thoát ở ra ngoài đúng không? Và lỗ chân lông của chúng ta nó không thông thoáng thì nó cũng giống y hệt cái da mặt của chúng ta. Nếu chúng ta mà bôi các sản phẩm dưỡng này mà sẽ làm cho chúng ta bị bít lỗ chân lông đúng không? Thì không thông thoáng thì sẽ làm cho da của chúng ta nó bị bí, bị tắc và từ đó sẽ là hình thành cái dày sừng nang lông. Nguyên nhân thứ hai có thể do chúng ta sử dụng các loại xà phòng tắm mà có rất nhiều chất tẩy rửa. Cũng giống như với da mặt của chúng ta, nếu chúng ta sử dụng cái sữa rửa mặt đúng không mà có nhiều chất tẩy rửa quá thì sẽ khiến cho làn da của chúng ta nó bị mất cân bằng pH. Và khi mất cân bằng pH như vậy thì da của chúng ta có cái khả năng là sẽ bị dày sừng hơn, sẽ bị khô hơn đó. Và với da người của chúng ta thì sẽ hình thành lên cái dày sừng nang lông như ở phía trên Hương chia sẻ. Một nguyên nhân tiếp theo có thể là do chúng ta vệ sinh da chúng ta chưa chuẩn nhá. Nhất là bạn nào đó mà chúng ta chơi thể thao này thì hãy lưu ý đến cái việc là chúng ta hãy tắm rửa vệ sinh ngay sau khi chúng ta chơi thể thao nha. Rồi và chúng ta cùng sang phần tiếp theo. Có lẽ đây chính là phần mà chị em mong đợi nhất đúng không? Là chúng ta sẽ nên sử dụng những cái sản phẩm gì và cách sử dụng như thế nào tại nhà để có thể đem lại hiệu quả xử lý cái căn bệnh. Không phải là căn bệnh mà là xử lý cái vấn đề viêm nang lông này nhá. Và trước khi bước vào phần này thì đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shop tại kênh YouTube này nha, bằng cách là hãy click vào nút đăng ký ở phía dưới. Sản phẩm đầu tiên mà Hương muốn chia sẻ chị em là các sản phẩm mà sữa tắm hoặc là những bánh xà phòng có BHA như thế này. Trên tay của Hương đang là một bánh xà phòng có BHA nhá. Thì giá thành em này cũng rất là rẻ thôi, đâu đó chỉ khoảng là trên 100.000 cho một bánh xà phòng như thế này. Hoặc là bạn nào đó mà xịn sò hơn, mình có thể sử dụng là sữa rửa mặt có BHA luôn nha. Nhưng mà quan trọng nhá là khi chúng ta tắm này, chúng ta hãy lưu ý là hãy lưu những cái sản phẩm xà bông hoặc sữa tắm này lên cái vùng da mà chúng ta bị dày sừng nang lông đó, lưu lâu một xíu nhá. Và hãy massage thật là kỹ ở trên da của mình khoảng tầm là 10 đến 15 phút nhá, để có thể là tăng thẩm thấu và làm chúng ta gọi là
giảm cái lớp sừng trên da đó của chúng ta. Và chúng ta sẽ hạn chế sử dụng các loại tẩy tế bào chết mà dạng kỳ này, hay là có những cái hạt sắc nhọn nhá, vì nó có thể là vô tình khiến da chúng ta tổn thương. Mà khi da chúng ta tổn thương mà trong tình trạng là viêm năng lâu như vậy thì có thể khiến vi khuẩn chúng ta xâm nhập vào, và từ đó chúng ta có thể là làm cái ổ viêm chúng ta đã bị lan tỏa này, từ đó hình thành lên cái bệnh là viêm năng lông nữa. Sản phẩm thứ hai tôi muốn chia sẻ là cái sản phẩm BHA Paulatron dành cho body này. Đó, đây là một sản phẩm mà Hương đã dùng gần hết rồi chị em ạ. Đây, cái tip này là cái tip thứ hai cũng là gần hết rồi, dùng khá là nhiều và hôm nay có chia sẻ đến chị em. Thứ nhất là trong em này thì sẽ có thêm thành phần BHA. Tuy nhiên BHA 2% thôi nó cũng rất là nhẹ nhàng trên da, bởi vì bản thành phần của em này nó có rất là nhiều chất dưỡng ẩm. Thì những cái làn da chúng ta bị viêm năng lông đúng không, thì chúng ta sẽ cần dùng những sản phẩm BHA là tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Tuy nhiên chúng ta lại cần thêm những sản phẩm dưỡng ẩm vào, bởi vì là nó sẽ làm chúng ta mềm cái lớp sừng nó ra hơn đúng không, cấp ẩm thêm cho da thì làn da chúng ta nó mịn màng hơn. Một cái điều nữ Hương cảm thấy ở em BHA của nhà Paulatron này thì khi Hương dùng, Hương cảm thấy là da có vẻ là sáng lên, bởi vì là ngoài là tẩy tế bào chết làm tăng tốc độ mới tế bào đúng không, thì nó còn dưỡng ẩm thêm cho da của mình, và da chúng ta mà đủ ẩm thì cảm giác là căng là mướt là sẽ sáng hơn. Thì thường là khi sử dụng em này thì nó không mạnh mẽ trên da nhiều đâu, và rất nhất là cái da body chúng ta lại là một cái làn da rất là khỏe, thì Hương thường sử dụng là hàng ngày nhá, và Hương thường sử dụng buổi tối, bởi vì là buổi sáng mình cũng quá là nhiều công việc, không thể nào bơi chắc là buổi sáng đâu đúng không. Thì sau khi mà tắm bằng sản phẩm cái bánh xà bông này xong này, hoặc là sữa tắm xong, thì lúc mà da mình nó còn hơi ẩm một xíu nhá, hãy nhớ là một làn da hơi ẩm thì mình sẽ bôi sản phẩm này ngay. Một cái nương rất thích ở cái em này chính là về kết cấu nhé, chị có thể nhìn thấy này, lấy một xíu ra này, thì đây là kết cấu của sản phẩm. Nó là một cái dạng mà cũng là chưa hẳn là dạng cream, nhưng mà nó lại rất là dễ tán, mùi thơm cũng khá là ổn, và Hương thấy rằng khi mình bôi trên da ấy, thì nó rất là dễ bôi, mình có thể bôi một vùng rộng, bôi như này xoa đúng không. Khác hẳn với những loại kem dưỡng thông thường, nếu như mà cái dạng cream ấy mà nó đặc hơn đúng không, thì mình bôi có phải là mình cứ phải vỗ trên da này, một là nó sẽ gây bết dính trên da, và thứ hai là nó rất là mất thời gian đúng không, vì mình cứ phải vỗ từng chỗ một, và sau đó khi bôi thì cảm giác rằng là nó không thẩm thấu được vào da nhiều. Thì cái em này ấy, mọi người thấy ý không, khi bôi xong này nó chỉ cần xoa thôi, nó thẩm thấu vào da rất là nhanh. Khi đâu đó mỗi một ngày Hương chỉ mất khoảng tầm là 30 giây cho việc bôi toàn bộ body thôi, thì thứ nhất là nó rất là nhanh, và thứ hai là cái tác dụng của nó cũng rất là ok. Em này thì Hương nhớ không nhầm là giá đâu đó khoảng tầm loanh quanh 900 nghìn nhá, và với dung tích là khoảng tầm 210ml thì cũng dùng được khá là lâu, phải tầm cỡ là trên một tháng đó nếu như chị em mình mà ngày nào cũng sử dụng nhá. Nhưng mà Hương thấy rằng hiệu quả rất là ok, da được cấp ẩm thêm, và thêm nữa là nó mịn hơn khá là nhiều. Và một số bạn nào đó mà có tình trạng là viêm năng lông ấy, ở cái vùng mà nó hơi dày sừng quá là nhiều, thì mình có thể cân nhắc sử dụng thêm các sản phẩm là cái Adaclean, ví dụ như em Calagic mà em này. Tuy nhiên nhá, là cái em này mình chỉ bôi lên cái vùng da mình bị dày sừng năng lông thôi, và hãy bôi một lớp mỏng nhá. Một tuần mình có thể sử dụng em này khoảng tầm là 2 đến 3 lần để mình nghe ngóng. Sau đó nếu như da của mình nó giảm dần cái sừng rồi thì mình không cần thiết phải sử dụng em này nữa, mà mình chỉ cần sử dụng hai cái sản phẩm là cái sữa tắm của có chứa thành phần BHA và cái dưỡng ẩm này thôi là ổn rồi. Và có một điều nữ Hương cần lưu ý đến chị em là cái dày sừng năng lông này thì có phải ở phía trên Hương phân tích là nó do cái da của chúng ta nó bị gọi là khi tăng tốc độ mới tế bào ấy, thì nó không đào thải những tế bào già cỗi đi. Do vậy có rất nhiều chị em mình thường hay bị tái đi tái lại, và thường là mùa hè chị em mình sẽ bị nhiều hơn là mùa đông. Đó là lý do mà Hương muốn khuyên chị em sau khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà Hương vừa chia sẻ ở trên này mà chị em cảm thấy đỡ rồi nhá, thì hãy cố gắng là duy trì giúp Hương thêm, bởi vì là chúng ta tránh tái phát lại nha. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương về dày sừng nang lông. Vậy thì chị em nào đó đang gặp phải tình trạng như ở phía trên thì có thể là sử dụng những sản phẩm Hương vừa chia sẻ ở đây nhá. Và nếu như chị em gặp bất cứ khó khăn gì trong quá trình skincare thì có thể để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe video ngày hôm nay.